Kỹ thuật viên cuống 8 điện thoại iPhone đem thế chấp. Xin vào làm kỹ thuật viên, sửa chữa điện thoại, Khánh tranh thủ trộm 8 điện thoại iPhone của khách hàng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Khánh, 23 tuổi, trú thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 14 tháng 11, quản lý cửa hàng điện thoại di động Hoàng Hà, địa chỉ 222 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, trình báo cửa hàng bị mất nhiều điện thoại di động hiệu iPhone của khách mang đến bảo hành. Qua nhiều giờ truy xét, sàng lọc, sáng ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Quảng Ngãi triệu tập Khánh đến làm việc. Tại đây, Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội khi đã lấy trộm 8 điện thoại di động hiệu iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max của khách hàng, gửi đến cửa hàng để sửa chữa. Sau khi trộm số điện thoại trên, Khánh mang đi thế chấp với số tiền 92 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khánh mới xin vào làm việc ở cửa hàng điện thoại di động Hoàng Hà vào tháng 8, được bố trí ở bộ phận kỹ thuật và giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý máy điện thoại của khách đến sửa chữa hoặc bảo hành. Tại cơ quan công an, Khánh khai do túng thiếu, nợ nần nên trong quá trình tiếp nhận điện thoại của khách hàng để sửa chữa, Khánh nhiều lần nảy sinh ý định và lợi dụng lúc cán bộ, nhân viên cửa hàng lơ là đã chiếm đoạt số điện thoại trên. Lê Đức, Giao thông.